mấy cá nấu canh chua dưa cải nè. Bốn con canh chua, hai con kho khu tiêu, hai con dẹp xong rồi, con nó xương nè. Ừ. Con cho ngồi đi. Dạ. Con ăn sự tự nhiên nước lớn quá trời nè. Nghe nước rong mà quá trời nhập. Bờ được đủ đúng. Nước ngập mới đường đi chứ. Nó chín người, người nước gần ngập nè. Cái sàn này cũng ngập nước luôn nè. Biết của con ta ngập hết trơn chậu. Cái bờ bờ này nó sắp là nước nó ngập chưa. Cho miếng ngô lăn lên vô nó dễ cháy. Bước thêm 2-3 cây củi. Có lửa than lắc lên cháy. À, mẹ nó con chua vậy con ra cắt vào vườn cắt về con quế rồi mà. Mẹ nó thơm. Mẹ nó thơm. Này nó ra trồng cái nó ra không có phân thuốc bởi vì nó không có được tốt cho nó tự nhiên. Chào bà cô chú, hôm nay em dắt chưa cải cho mẹ con. Cảm ơn chùa. Hôm nay em dắt rồi rồi con lấy mấy với dư cải mình gửi rồi. Dạ, mặn quá, 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 mặn
Sau rồi đi tẩu sao? Tẩu này nè, nãy Ngọc bầm á, dậm cho ít, còn ít nát em xé cá nó bên chua. Cái tẩu này cho nó thơm tại cá nuôi, rồi mình hớt. Mẹ có mần 4 cá rồi đó, 2 con cá rô này thì em lát em nấu bên chua, còn 2 con này thì em kho. Về tẩu vàng em cho vô tẩu luôn. Chạy ngay chân lại cho nó đều cho nó thêm tẩu cá anh sao đều, anh cho miếng nước mắm nha. Cho miếng nước màu dừa. Một ít hạt nêm, ít bột ngọt, miếng đường, thôi mà ngọt ngọt ăn cơm nó ngon. Nêm với muối, hạt nêm mà nó cũng vừa ăn rồi, em cho miếng nước mắm nó khỏi nêm muối. Mà chọn cho đều á, để xuống 15 phút em mới kho. Xuống để cho thấm cứng con cá, chút tôm kho, rồi em bắt cái chảo canh chua lên. Em bắt cái chảo nên em xé tẩu xé cá nấu canh chua. Chảo nóng em cho ít mỡ vô. Mỡ sau em cho tẩu vô. Ở già em cho cá vô chiên. Ok. Cá chiên sơ rồi, giờ em cho nước vô. Hành cho mẹ con kho cá. Để vô cho nó thơm. Em có niêm muối mà ít hạt thêm á. Với đường, giờ em cho vô cải đi. Vô cải chua em không có để me luôn. Cá chín anh cho quế luôn. Trên mặt nó thơm.
sát cạn. Em cho vào đắp ớt với hành lá vô. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm với gia đình em. Cả nhà ăn cơm. Mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Con. Vô nó con chua hả? Bắp dữ mà con chua quá vậy Ngọc. Dữ. Mà em còn chua. Nghe ngoài đau ăn hết cũng vô nữa. Bữa nay chủ nhật con đi học, con mới đi học hả Ngọc? Dạ. Cơm cũng nóng mà canh cũng nóng. Ừ. Ăn cái canh đi nè Ngọc. Dạ. Ăn cái canh nóng lắm nè. Ê gần quá à, chua quá không con. Đang ngoại đau á, ăn chua không được. Mai con học nguyên ngày nữa Ngọc. Dạ. Tuần lễ là học ngày nào cũng nguyên ngày hết nè. Dạ. Bữa cơm gia đình em á đến đây đã kết thúc rồi đó nhà. Nhà có thư ủng hộ cho gia đình em á. Xin chào cả nhà. Bye bye. Bye bye.